Chào tất cả các bạn, như tiêu đề video và cái intro ở đầu video mà các bạn đã thấy đấy, nó khá là chuyên nghiệp và khá là đẹp mắt đúng không các bạn? Thì hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn một bộ template 15 cái intro, outro khá là đẹp mắt để các bạn có thể làm ở trên cái ứng dụng Camtasia của mình khá dễ dàng và chuyên nghiệp. Thì những cái template này mình cũng được chia sẻ từ một người ở trên mạng về, mình tải về mình sử dụng và mình thấy nó khá là hay và chuyên nghiệp thì mình cũng chia sẻ lại cho các bạn để các bạn sử dụng thôi. Thì ở như một bài trước mình đã từng hướng dẫn các bạn cách các bạn có thể làm được cái intro, outro, rồi giới thiệu video cũng như là bạn làm về những cái hỗ trợ like, subscribe, thank you video đấy ở trên một cái trang web mà mình không cần phải dùng đến phần mềm đấy, nó cũng khá là chuyên nghiệp và đẹp mắt. Thì cái bộ template này mình sẽ để phần mô tả, các bạn sẽ vào đây tải về cùng với link của cái video mình đã hướng dẫn các bạn ở cái bài trước là các bạn có thể làm cái intro và outro mà mình không cần sử dụng phần mềm. Thì cái này thì các bạn sẽ có sự lựa chọn khác nhau cho mình. Nếu bạn nào mà không có phần mềm ở đây thì đầu tiên các bạn sẽ tải cái bộ template đấy theo cái đường link mình để phần mô tả của video các bạn nhé. Bạn tải về xong thì nó sẽ có một cái file nén các bạn nhé. Thì cái file nén đấy các bạn giải nén ra thì mình sẽ được cái bộ thế này. Ở cái bộ này nó sẽ gồm 15 cái template này. Nó là những cái file dạng cái file project của Camtasia đấy đã được nén lại đấy các bạn nhé. Cái intro của mình, ví dụ như các bạn có thể thích cái nào thì các bạn thể mở thử nhé. Ở đây các bạn cứ mở thử trước khi các bạn xem để các bạn có ưng hay không, rồi thì các bạn sẽ chỉnh sửa nó nhé. Chẳng hạn muốn mở thử thì các bạn sẽ click đút vào nó này, sau đấy các bạn sẽ mở cái folder của nó ra. Các bạn sẽ mở folder ra, bạn thấy chắc có cái video này, bạn sẽ kích cái video demo trước nhé bạn nhé. Đấy, bạn thấy rằng đấy nó khá là đẹp mắt đúng không đấy. Và cái việc của mình lại chỉ sửa lại cái tách cài ra của mình thôi. Thì vì nó là cái dạng file project làm việc của Camtasia mà các bạn, mình chỉ cần vào mình chỉnh sửa lại cái file đấy ra thôi. Thì nào các bạn nào đã sử dụng về Camtasia thì các bạn biết cách rồi đúng không? Thì các bạn cứ mở thử như vậy để các bạn ưng được cái template nào thì các bạn làm nhé. Ví dụ như các bạn ưng, ví dụ như các bạn mở thì mở một cái file ra, bạn click đút vào này. Bạn mở cái thư mục của nó ra này, sau đó bạn thấy rằng ở đây nó có sẽ có cho bạn cái file video để bạn xem trước đấy, xem trước cái nội dung của cái intro đấy, dạng là cái file demo đấy thì bạn cứ mở lên bạn xem này. Đấy, mình sẽ có cái demo chẳng hạn như ví dụ như thế này. Rồi các bạn sẽ biết rằng là mình sẽ làm đấy, hoặc là nó sẽ có cái video thứ hai thì bạn có thể xem này. Đấy, đấy mình sẽ có được cái kiểu như thế này. Đây, thì mình sẽ thấy ưng ý đúng không? Mình sẽ ưng ý được rồi thì mình mới nên giải nén bạn nhé, cho nó đỡ rắc rối. Ví dụ như bạn ưng cái intro này rồi thì bạn sẽ để chọn vào nó nhé. Sau bạn click chuột phải này, sau bạn chọn sẽ là chọn giải nén nó ra các bạn nhé. Mình sẽ chọn giải nén luôn đúng với cái thư mục này này. Thì mình sẽ có ngay được cái thư mục của nó nhé các bạn nhé. Đấy, thư mục của nó đây. Thì ở đây thì mình sẽ dẫn các bạn cách làm một cái intro giống như cái intro của video mình sử dụng nhé. Thì mình sẽ dùng cái duck intro này. Thì các bạn giải nén nó xong nhé. Bạn chọn cái template sau bạn ưng ý xong rồi bạn xem trước này. Bạn giải nén nó ra rồi nhé. Thì bạn thấy nó có thư mục này. Thì bạn sẽ mở cái thư mục đấy ra. Sau đây bạn sẽ mở tiếp ra lúc nào ra thư mục. Hạn cho bạn nhìn ở cái thư mục này nó có cái file project của Camtasia chưa? Nó sẽ có gọi là Camtasia project đấy, đấy nó chưa có không? Mà nó đã có một cái file nén nữa này thì mình giải nén tiếp nhá. Mình lại chọn này, mình click chuột phải, mình chọn extract này, mình cứ tiếp tục mình chọn giải nén luôn vào cái thư mục giống như vậy nhá. Thì mình sẽ có cái file duck này bạn này. Đây mình mở ra mình sẽ có ngay được cái file project Camtasia đây bạn thấy chưa? Camtasia project này. Thì mình sẽ biết rằng đây là đúng rồi đây. Thì mình sẽ kéo cái file project này bạn nhá. Bạn kéo cái file project này, bạn thả vào trong cái ứng dụng Camtasia của mình. Ở đây bạn cứ chọn yes đi nha. Mình chọn yes này. Bạn ok này, để cho nó chạy này. Đấy thì mình sẽ mở ra được nhá. Còn nếu không thì các bạn có thể chọn vào trong file này, bạn chọn vào trong cái open project này, phím tắt được Ctrl O nhá, sau bạn đi đến cái file đấy đấy và bạn lấy nó ra cũng được nhá bạn nhá. Thì mình sẽ có cái file này vào trong máy của mình này, sau mình sẽ play thử cho các bạn xem trước này. Đây. Đấy nó chính xác đúng không bạn? Thì đây các bạn sẽ thấy rằng là mình có được một cái file dưới này gồm là có những cái hình ảnh dưới này, các bạn thấy chưa? Với những cái chuyển động và những cái khung đây. Thì những cái này mình sẽ không cần chỉnh sửa nha vì nó là cái hiệu ứng rồi, nó đẹp rồi. Thì mình không phải chỉnh sửa nữa, nhưng mình chú ý đến ba cái dòng trên này bạn này. Là ba cái text này bạn nhìn này, ở đây mình có ba cái text các bạn nhá. Chú ý cho mình này ba cái text này, đầu tiên bạn đi vào đến đây này. Bạn sẽ có cái text đầu tiên là cái text ở trên này bạn thấy chưa? Đầu tiên text trắng nha. Sau bạn đi đến cái đoạn này bạn thấy đến cái text thứ hai này, nó sẽ mở dưới màu xanh xanh này. Sau bạn đi đến cái này nó sẽ ba text thứ ba, nghĩa là mình có ba dòng text bạn thấy chưa? Nó nổi lên này. Thì mình sẽ chỉnh sửa từng dòng một. Thì các bạn đã dùng về Camtasia thì bạn đã quen đúng không? Thì mình sẽ chỉnh sửa vào trong này, ví dụ như mình click vào cái dòng đầu tiên mình muốn chỉnh sửa nhá. Thì bạn thấy rằng ở đây có cái text không? Mình kéo đến tận lúc nó rõ cái text này. Sau mình click đúp vào cái text để mình chỉnh sửa nhá.
Ở đây thì các bạn có thể chọn phone khác nha, nhưng mà nếu bạn muốn viết tiếng Việt thì các bạn phải chọn cái phone nó là cái phone Việt hóa thì nó đỡ bị lỗi phone các bạn nhé. Còn không thì các bạn có thể viết tiếng Anh thì bạn viết cái phone nào cũng được. Nhưng ở đây mình sẽ chọn một cái phone mà cho nó giống như cái phone lúc nãy của mình sử dụng đấy. Đây thì mình cũng đã có một số phone Việt hóa, nhưng mà cái chữ này của mình thì mình dùng nó không có dấu nên mình sẽ không cần thiết là mình phải sử dụng cái phone Việt hóa lắm. Đây, mình sẽ sử dụng cái phone Stency bạn nhé. Còn nếu bạn sử dụng phone nào cũng được không sao cả đâu. Sau bạn sẽ viết ở trên bàn phím của mình này. Ví dụ mình là tên channel của mình này. Ok, mình đã xong một cái bạn nhé. Sau đến đây các bạn xong một cái thì bạn sẽ vào đây cái con mắt này, ở dưới cái dòng mình vừa làm này. Và sẽ tắt đi nhé để cho nó đỡ bị lẫn lộn nhé. Đấy, sau mình sẽ kéo tiếp đến cái dòng text thứ hai này. Mình chọn vào nó này. Mình kéo đến là lúc nào cho rõ cái chữ lên bạn thấy chưa. Sau mình click đúp vào nó này, ở trên này này. Mình tiếp tục mình lại chọn vào cái phone chữ lúc nãy đấy, Stency, bạn chọn đúng phone chữ nhá. Hoặc là nó lệch nhau đó, bạn dùng thì ba cái này là nó hiệu ứng cho nhau mà. Thì mình làm sao dùng cho nó đỡ bị lệch nhau đấy, mình lại tiếp tục chọn cái phone chữ này. Mình lại tiếp tục chữ lúc kỳ v lock s. Ok. Mình lại kích ra ngoài và mình lại sửa xong nhá. Sau mình lại tắt con mắt này đi để cho nó lẫn lộn này, vì cái này là ba text chồng nhau mà bạn cần tắt đi cho tốt nhá. Thì tiếp tục mình thấy cái text thứ ba này. Mình lại kéo đến đây này. Sau mình lại click đúp vào nó này. Đấy, thì nó sẽ ra cái chữ text đúng không? Mình kéo đến càng giữa càng tốt, lúc nào hiện chữ rõ này, vì ba hai cái trên này mình tách rồi. Thì hai cái trên này mình đã tắt rồi thì bạn sẽ không lo nó sẽ bị lẫn lộn nhá. Mình lại click đúp vào này. Sau đấy mình sẽ lại chọn vào cái phone lúc nãy này, cái phone giống như lúc nãy. Nếu bạn chọn phone khác cho nó đẹp thì bạn phải chọn đúng cái phone như vậy nhá, cho nó đỡ bị lẫn lộn, nó bị lỗi ấy. Khi mình dùng cái phone mỗi phone mỗi kiểu thì nó sẽ tạo cái hiệu ứng chữ nó không được đẹp. Mình tiếp tục mình chọn phone Stency nhá. Mình đánh Lucky Vlog này. Ok. Đấy, xong mình đã xong rồi nhá. Mình sẽ mở cái hai cái layer trên này đi này. Đấy, bạn thấy rằng mình sẽ có hiệu ứng này nhá, và việc mình còn lại mình chỉ là play bạn nhìn này. Đấy, nó nhòe nhòe chữ nó đẹp đấy mà chưa. Thì ở đây có nghĩa là cái này là những cái template người ta đã làm sẵn cho mình rồi, và mình chỉ việc chỉnh sửa lại cho ra cái nội dung của mình thôi. Nó khá đơn giản thôi đúng không các bạn? Thì ở đây nếu mà các bạn nào mà làm chuyên nghiệp về Camtasia hay làm nhiều đấy, chẳng hạn như mình có thể tạo được những cái kiểu như này. Nhưng mà cái kiểu thế này thì mình phải cần có những cái video này là một này, và thứ hai là nó rất mất công vì mình tạo những cái đường vẽ đây và mình tạo những cái chuyển động này đó. Thì mình lấy những cái sẵn này nó sẽ dễ dàng cho mình hơn rất nhiều các bạn nhé. Và đôi khi là mình không có cái video nền này thì nó sẽ không được đẹp như người ta đâu các bạn này. Đấy, thì các bạn sẽ có những intro nó có sẵn này, nó cũng khá là chuyên nghiệp cho các bạn nhé. Khi làm xong thì bạn sẽ vào cell này, bạn chọn local file, sau đấy bạn sẽ render ra cái kích thước mà mình muốn thôi. Ví dụ như cái video của bạn là để được kích thước như thế nào bạn chọn, ví dụ như bạn có thể render lên 1080 thì mình sẽ chọn cho cái nội dung của mình nó phù hợp với cái việc mà bạn sẽ render file ra. Thì có mình thì mình render rồi, mình không render nữa nhá. Còn các bạn thì bạn chọn nội dung để bạn render cho nó phù hợp nhá. Ok, đấy là xong cái đầu tiên các bạn nhá. Thì khi mình render xong thì nó sẽ có được một cái video cho mình như cái video mà lúc nãy mình đã mở đầu video bạn nhá. Rồi để tiếp tục thì mình sẽ làm cho bạn một cái nữa, một cái intro nữa. Thì các bạn thấy rằng bạn cứ mở vào trong cái mục này thôi. Ở đây các bạn sẽ có những cái intro còn lại này, ví dụ như bạn có thể chỉnh sửa nó nha. Ví dụ mình làm một cái mình chỉnh sửa một cái intro nữa, nó có cả cái logo cho các bạn nhé. Còn cái việc mở để xem trước thì bạn cứ click đúp vào, giống lúc nãy mình nói đấy, bạn click đúp vào xong bạn mở cái video nó có sẵn dạng video demo cho mình xem đấy. Bạn ưng ý thì bạn hãy giải nén nó ra nhé. Thì bạn giải nén ra, nếu mà bạn giải nén ra ở trong bạn thấy còn có cái chưa có cái file project của Camtasia thì bạn lại giải nén tiếp nhé, để mình có thể mở đến được cái file project. Sau đó có cái file project đấy thì mình mới chỉnh sửa được các bạn nhé. Thì tiếp theo thì mình sẽ làm cho các bạn cái intro, đấy là Luminous CC intro các bạn nhé. Thì mình sẽ vào cái thư mục của nó này, bạn thấy chưa? Ở đây mình đã thấy ngay cái file project Camtasia này, nó có đến ba cái này đúng không? Mình có cái file demo cho bạn xem này, mình click vào cái file video demo nhé. Đấy, bạn thấy rằng nó có JPEG logo này và JTEX của mình này. Mình có thể cái làm được đúng không? Thì ở đây thì mình sẽ chọn vào cái file project của nó nhá. Mình lấy cái file này này. Ở đây bạn có thể chọn những cái file nào nó cao bạn làm được, hoặc là mình cứ lấy những cái này đúng nhá. Cái Luminous CC này. Thực ra nó là ba cái file nhưng file nào mình sử dụng cũng được cả. Sau bạn lại kéo bạn thả vào cho mình cái mục Camtasia này. Bạn thả vào đây này. Sau nó hỏi bạn có lưu lại cái file project template của cái duck intro không đây. Nghĩa là mình chưa xóa cái này đi nhá, và mình để lại cái này thì nó sẽ hỏi mình có lưu cái này lại không. Thì mình chọn là không này. Ở đây mình sẽ chọn là yes này. Sau đây mình sẽ ok bạn nhá.
để cho nó loát cái file mới vào cho mình và nó bỏ cái file cũ đi. Thế đây đây bạn sẽ play thử cho bạn xem này. Đấy, ở đây các bạn chú ý cho mình này, mình chỉ chỉnh sửa lại đây là mình sẽ thêm cái logo vào đây cho mình nhá. Và đây là cái text của mình này, mình sẽ thay cái text này là cái nội dung của mình này. Thì bạn sẽ click vào cái text này, mình xem cái text này nó là ở đâu nhá, mình sẽ tắt đi này. Đấy, mình thấy rằng cái ở dưới này nó sẽ là cái logo này. Hoặc là bạn có thể điền chữ cũng được, nhưng mà bạn nên tạo một cái logo cho mình nhá. Còn cái phần trên này nó là cái phần text ở dưới này, bạn thấy chưa? Thì đầu tiên mình sẽ sửa cái text này trước. Thì mình sẽ sửa nhá, mình click vào cái text này. Là hai cái này nó đối tượng riêng biệt nên mình không cần phải tắt nữa nhá. Sau mình click đúp này. Ở đây mình sẽ chọn là hướng dẫn và chia sẻ các bạn nhá. Cái nội dung kênh của mình đây. Mình có thể mở cái caplock này mình viết cho nó đẹp nhé. Ok, ở đây là cái phông chữ này dùng thế này thôi, còn nếu mà các bạn dùng cái phông chữ khác thì chọn nhá. Phông chữ đây mình viết tiếng Việt mình phải chọn bột Việt hóa nhá. Ở đây nó có rất nhiều phông chữ nhưng mình muốn không muốn chọn vì mất thời gian của các bạn nhé, thì mình viết nhanh luôn thế này. Ok, mình đã sửa xong một cái rồi, đến cái thứ hai là cái text này. Ở trên này nếu mà các bạn không có logo thì bạn điền chữ vào cho mình thì bạn vẫn kích đúp và bạn sửa lại nhá. Nhưng ở đây mình có logo thì mình đưa logo vào thay cho cái text này nhá. Thì mình sẽ chọn một cái logo cho mình thôi. Đây mình sẽ lấy một cái logo của mình đây. Mình lấy cái logo của mình là file PNG file text nền này. Mình kéo mình thả vào trong cái ứng dụng Camtasia này. Đây. Sau mình thu cái này lại. Đây mình có cái logo đây bạn thấy chưa? Thì mình sẽ di chuyển nó vừa bằng cái này này. Và bằng cái text cũ đây. Hoặc là cái video này nó hết cái đoạn chạy cái vòng tròn này hết thì mình có thể kéo nó dài dáng được thì tùy các bạn nhé. Như đây mình có thể kéo nó dài dáng được. Đấy dài đến tận đây đi. Sau mình sẽ loại bỏ cái text này đi trên nhá, vì mình không cần nữa vì mình dùng cái logo này mình dùng cái text nó sẽ che bạn thấy chưa? Thì mình sẽ delete cái text này đi. Sau đây mình chọn vào cái logo mình đưa vào này. Mình sẽ co kéo cho nó vừa bạn nhé. Mình sẽ cho nó nhỏ vừa trong cái vòng tròn này này. Đấy. Nó nhỏ quá thì bạn có thể cho nó vừa lên. Nếu cái logo của bạn nó có cái nền thì bạn phải cắt nó ra hình tròn thì nó đẹp hơn nhé bạn nhé. Còn đây thì mình sẽ có cái logo tách nền rồi thì mình đưa vào nó luôn thế này. Ok. Nhưng thấy dùng cái con phím dưới bàn bấm phím này, phím mũi tên dưới bàn phím này mình di chuyển cho nó dễ này. Nó vào cái nơi mình muốn này. Sau đấy bạn thấy rằng ở đây này mình sẽ apply thử các bạn nhé. Bạn thấy rằng cái chữ này nó chạy đẹp đúng không? Vì nó có thêm cái transition này đúng không? Nhưng còn cái chữ cái logo này mình mới đưa vào mình chưa có đúng không? Thì các bạn có thể thêm vào cho nó này. Mình có thể chọn vào transition này, mình sẽ chọn cho nó cái kiểu transition nào nó đẹp đẹp mình thấy ưng đấy. Đấy, cái transition mình chẳng hạn như mình chọn mới đầu vào thì nó sẽ dạng mở lên nó lật vào này, mình sẽ chọn mình thả xuống nhá. Ở đây mình có thể thu ngắn bớt một chút lại cho nó đỡ bị dài quá. Rồi tiếp tục mình lại chọn cho nó cái đoạn cuối của nó khi nó thoát ra thì mình sẽ chọn cho nó cái tòa tỏa này chẳng hạn. Đấy mình để trên cuối này. Ở đây mình có thể cho nó ngắn một chút lại thế này thôi. Rồi đây mình áp dụng cho nó thêm một cái behavior này. Cái này là cái chuyển động đấy bạn thấy chưa? Chứ bạn muốn rằng cái này của mình nó nhảy nhảy hay là nó chuyển động thế nào thì mình có thể thêm vào này. Thì cách này cũng tương tự như việc mình tự làm thôi, nhưng mà mình tự làm thì mình đôi khi nó sẽ không đẹp bằng đấy. Thì mình sẽ lấy những cái có sẵn này mình đưa vào thôi. Đây mình sẽ thêm một cái này vào cái này. Thì bạn thấy rằng bây giờ mình sẽ play cho bạn xem thử nhá. Đấy các bạn thấy rằng cái nội dung của mình nó cũng khá là ấy này, nó khá là chuyển động và khá là đẹp này. Thì bạn có thể chỉnh sửa này, bạn thấy rằng cái này của mình nó có thể dài quá đúng không? Cái vòng và cái chuyển động này. Bạn cho nó ngắn bớt này này. Cái này mình có thể cho nó ngắn bớt một chút này này. Cái nội dung này của mình có thể cho nó dài cho mình kích chọn vàng mình kéo bằng với cái biểu tượng của hai cái trên này đúng không? Sau đấy mình có thể play lại cho bạn xem này. Đấy. Đấy nghĩa là xong thì mình đã chỉnh sửa xong rồi, mình đã ưng với cái logo của mình rồi. Thì việc còn lại mình chỉ việc xuất file thôi, mình chọn vào xe, sau mình sẽ chọn vào local file. Sau đấy các bạn sẽ chọn vào cái định dạng mà mình cần render ra, ví dụ như các bạn muốn là Full HD hay là định dạng HD hay là định dạng bao nhiêu thì bạn chọn bạn. Thì bạn sẽ xuất ra cái file MP4, file nén của bạn mong muốn đấy. Thì cái này thì mình đã xuất ra rồi thì mình sẽ không render nó ra lần nữa nhé. Còn các bạn làm thì cái này nó khá đơn giản đấy đúng không? Thì đặc điểm của cái bộ template này nó khá là đẹp mắt và chuyên nghiệp và nó khá là dễ sử dụng vì Camtasia là phần mềm khá dễ sử dụng mà các bạn chỉ cần đưa cái file template này vào các bạn chỉnh sửa nó thôi. Thế như mình đã nói ở trên rồi, cái
Cái bộ template của Camtasia này thì mình cũng được chia sẻ từ trên mạng, mình tìm thấy có một người người ta chia sẻ đấy, sau đó mình cũng tải về mình sử dụng và mình thấy khá là hay, vì vậy mình cũng muốn share lại cho các bạn dùng, vì cái gì hay và cái gì miễn phí thì mình sẽ chia sẻ lại để mọi người cùng sử dụng cho nó dễ dàng trong công việc của mình. Và trong cái nội dung video trên channel của mình đã từng có hướng dẫn các bạn cách để các bạn làm cái video intro, outro rồi video về cảm ơn, video cảm ơn này, thì các bạn sẽ có được những cái sự lựa chọn, ví dụ như bạn không biết sử dụng phần mềm hoặc là các bạn mà muốn làm ở trên cái web thì các bạn có thể vào trong cái video đấy bạn xem, và video đấy mình sẽ để phần mô tả, và cả cái link tải cái bộ template này thì mình cũng sẽ để phần mô tả cùng với cái video hướng dẫn cách làm không cần phần mềm để cho các bạn có sự lựa chọn nhé. Thì bạn cứ vào đấy các bạn tải về các bạn làm và các bạn xem để các bạn làm cho cái nội dung của mình, video mình nó chuyên nghiệp hơn. Và cái Camtasia này thì nó khá là dễ sử dụng, vì vậy các bạn có thể gần như là bạn nào cũng có thể làm được và các bạn chỉ cần sử dụng hợp lý thôi. Rồi, các bạn nhớ đăng ký kênh, like, share, subscribe để nhận các video và hướng dẫn mới của mình, cũng như sau này mình sẽ có những cái video chia sẻ nhiều về cái bộ, những cái bộ như nhạc miễn phí hay là một số cái định dạng của các file và cái hiệu ứng đẹp mắt cho các ứng dụng chỉnh sửa video như Camtasia hay là Premiere, để bạn có nhiều sự lựa chọn để bạn làm cho cái video của mình nó càng ngày càng chuyên nghiệp hơn. Cảm ơn tất cả các bạn.